Nội dung công văn nêu rõ, trong suốt thời gian qua, các tôn giáo đã có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt hưởng ứng tích cực, ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Đáng chú ý, đông đảo chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, trong đó phải kể đến phong trào cởi áo cà sa, khoác áo blue trắng. Đăng ký sử dụng cơ sở thờ tự làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Vận động thực hiện và lan tỏa phong trào bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch. Tại công văn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức tôn giáo cần thường xuyên trao đổi, báo cáo về tình hình, kết quả tham gia phòng chống dịch, để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình điểm trong phòng chống dịch COVID-19.